Gặp rồi gì? Nhân biết nhau nói thế tí mà cả. Thôi giả 500 không bán nó thôi. Thế là được rồi. 600 mà cũng bớt được. Thôi mà lấy 500 vua quen. Nhân biết nhau khi ra đây cái này không cổng được, cổng ngoài cũng buộc. Bán cây cho bán cổng nó còn chứ được không mua cái lỗ này. Được mua xong rồi. Cổng lấy lại. Mua cổng này 100 điểm xong rồi này. Cây là cây cổng, cổng mua bóng này mà xong mua bóng này mà để xong thì tôi lại vừa mới xuống. Em vừa mới xuống đeo. Lát đầu đi, anh em hiểu. Toàn con ma nào. Mua cổng đâu. Mọi người đây, mua cây mua cổng đâu. Mấy bay mà làm đéo. Nghệ nhân ở chợ. Đến bên nhà, bỏ qua đến đưa vào nhà. Đấy. Chính tay làm ra nhá, không phải qua ai nhá. Xưởng sản xuất đây. Nhà đây được cái nhà cổ này bán. Có cái, nhà, có cái nhà cổ hay đấy. Đấy. Theo ông ghê. Đúng kiểu nhà Bắc Bộ đó. Cổng này là cổng đường Lâm rồi. Cổng này là cổng đường Lâm rồi. Đây, cổng này có cái cây đa ấy, đường Lâm này. Đấy. Cổng đường Lâm rồi. Đây có cái cây dơm nữa thì đúng Bắc Bộ ấy. Đây. Lấy cái nhà cổ ra. Đây, cánh dại kìa. Đây cái cột. Nhà gỗ bậc thềm bậc la la đấy. Nhưng nhà cháu xin ở chỗ để nhà cổ vậy. Mang cổng thế là đấy chú. Đấy thì để thế này này. Ôi chú này có cái cây tường vi đẹp quá. Nó đeo ra là bán hết rồi. 2, 3 đồng đây. Con dưới to là xuất rồi. Không bán. 3 triệu đồng đây. 5 triệu đây. Đúng rồi. Lâu lắm mới lại làm được cái nhà cổ. Kéo vào đây. Đó. Mấy ông hỏi vậy. Cháu bảo là đúng 5 triệu bố mới bán đấy. Cứ gọi thì cứ gọi. Không còn giả đâu. Vâng. Thầy lại hôm nay có cái thích cái con này của bố má. Mua đi. Quay đi lại. Ôi à. À, châu đẹp quá nhỉ. Tường vi này bao nhiêu à? Mày lấy cái ai này nào? Cháu cứ hỏi cái đã. Xong rồi như thế nào thì chú cứ nói cho giá cho cả anh em nó biết đi. Tao nói 2 triệu rưỡi là 2 triệu rưỡi. Mày thôi mày chạy chắc làm bán đâu. Đây toàn những cây xuất sắc. Bệ quá tuyệt vời. Đây đây chiếc quạt đấy. Đấy 2,5 triệu. 2,5 triệu. Còn cái đẹp thế gì? Đấy, con ý. Đây mới đẹp này. Mịn màng con ý. Đấy, của mình như này. Mô phỏng đá ông đấy. Không phải là... Đây này, phải đến mấy tháng nó mới đi nhanh nhanh ạ. Đây. Đó là quê Bắc Bộ. Xem con Hải Châu này. À đâu? Trà Phúc Kiến, nhầm, lỗi quá. À đâu Hải Châu ấy? Trà Phúc Kiến. Đẹp. Chồng ra lấy chồng nhá, chồng ra lấy chồng nhá. Mang cho ba cái chậu chúng ta một cái chậu nhá. Đây mà. Đây, đây biết mấy triệu của đây cổng ở đây này. Bán riêng một cái cổng. Đấy. Bác nào mà xem clip trước tôi có số của chú Nhạn nhé, rất nhiều người đẹp. Đây là Trà Phúc Kiến chú nhỉ?
Tao cũng bán rồi. À bán rồi. Triệu mốt rồi. Rồi. Ê. Mốt rồi còn câu đến bỏ để cho giảm 100.2 cũng bán rồi. Ê. Chạm kiến. Vàng lại thì tập trung vào đây. Đi, em đồ uống sao? Đây là cây nam biển. Bán cổng. Đấy. Cái chỗ nó không gian nó của bao tiền rồi. Rồi gặp rồi. Nhân biết nhau nói thế một tí mà cả. Thôi giả 500 cũng bán nó thôi. Thế là được rồi. 600 mà được mất. Thôi mà lấy 500 quay. Mua quen nhau không được không được cổng lấy lại cây là cây cổng cổng bóng này bóng này vừa mới xuống đeo lát đâu đi, anh em hiểu toàn con ma mọi người đây mua cây mua cổng đâu vẫn bay bay vào làm đéo hả thôi mẹ tôi lém mẹ căng thẳng quá mua cây đâu căng thẳng thế không cầm cái cổng bán cây thôi không bán cổng không được không có 100 người căng thẳng đâu căng thẳng quá màu xanh đẹp thật kiếp mua cây gì mà căng thẳng thế xanh đẹp thật người đẹp kia chút ra đội nón bà chị kia rất là xinh nhưng mà chưa ra đội nón chả nhìn rõ à, tí nữa quay lại khu vực đấy bán cây nào đấy cô? À đây cây này rồi bán được à? Ý giời. Bán bằng hàng sáng. Đấy. Mua được hoa hậu đấy. Mua được hoa hậu. Cây này bao nhiêu người nhòm ngó cây này rồi?
tôi cũng ở tận ở đâu mà tôi cũng còn nhòm ngó được, tôi nhờ các ông liếc liếc thì lên đấy. Vâng. Cách đây 5 hôm thì ông kia còn một cây chuối có cái bẻ to lắm mà bây giờ ông bảo đấy mang đi đâu mất rồi. Ông đằng kia gì? Ông gì đấy, có số điện thoại không có tên. Ông Nhạn. Nhạn à? Nhạn. Tôi xem Zalo Facebook em biết. Vâng. Ông có khách hàng là cứ cây cảnh cứ xem. Đấy, xem của em thì ngày nào cũng có thì chợ. Cái cây này là lên hình nhiều lắm. Là gì? Đấy. Đích của ông là cái gì? N2T đấy. À, rồi. Đấy, cái cây này là lên nhiều. Ông nói tiếng khác là sao bây giờ lại tiếng khác? À, đang bị ốm ạ. À, ốm rồi là... Vâng. Đấy. Hay nhỉ? Cái cây này lắm. Đấy, đang bị ốm. Tí nữa hỏi cái ổi này xem nhá. Có một số bác cứ dặn mình lấy hộ ổi. Bạn ở đâu ấy? Dạ. Đâu đây? Ở nhà ấy ạ. Nhà tự tự Thạch Thất cơ. Ở Thạch Thất cơ. Ở Hòa Lạc. Tôi lâu không nhờ anh em xem cái đấy tôi về đây. Cái này là có lâu rồi đấy. Đúng rồi. Cái này nó phải có đến tháng này rồi. Nhiều bác cứ xem. Mới được 2 viên. Nhiều bác cứ xem của em mà cứ ra lấy ấy. Cũng nhiều khi gặp nhau ngoài này, chẳng biết đâu. Biết, xinh về cái liệu liếc thì xem đây. Tôi còn xem cả trong miền Nam ấy. Đúng rồi, đúng rồi. Chuột sóc, chuột xiết đấy. Vâng, nhiều lắm. Vâng, vâng. Xem đây, cứ tôi thích cảnh lắm. Thích đâu mà ngày nào cũng xem, mê. Với lại quay nhiều người ra còn biết chỗ mua. Này, biết có cây gì mua. Việc thì mẹ, vâng, đấy. Bỏ cho chúng nó mẹ đi về Hải Phòng, tôi vào cây cảnh chơi. Nhiều... nhiều bác ở các tỉnh ra đây cũng cố ghé tí. Tôi là ở các tỉnh miền núi đấy, chở củi về rừng nếu mà. Đây được rồi cô. Củi này mà có trong rừng thì hơi gì đấy. Gọi là sáng thì là. Đó thì kéo cái này ra đã. Cái từ đá của. Thì cứ bảo nào cô được. Kéo lên thì nào cô thì cô kéo lên xin cái này cho anh cái. Nhưng nó to này thì. To thì kệ nó to cho nó to chắc ăn. Cứ phải đàng hoàng cây cảnh rồi đàng hoàng. Trò chơi cũng lắm công phu. Vâng. Thế nó mới gọi là nghệ thuật. Ôi không buộc được. Ôi. Đấy thì đã to vậy thì tôi lại làm lại, làm lại. Tôi làm lần nữa cô. Đấy. Anh em mình làm lần nữa đi cô. À chị chứ quên này. Chị em mình làm lần nữa. Đấy. Đây lại là ông Tùng này. Tức là ông Tùng này là bây giờ ông Tùng này bây giờ là về về không làm cho người ta. Thì bảo rồi nhưng chú dân thành phố dành sành điệu là các em nó vào đời nó xuống mua cây cho con Tùng này là bây giờ là lên đâu bác? Lào Cai. À, Lào Cai à? Được đấy. Có hay đi Lào Cai không? Lào Cai mới đi được đôi lần à? Quay những cây đẹp đẹp ấy, quay lâu lâu rồi nhá. Vâng. Quay kỹ sâu vào, quay sát chắc vào, lại nhìn cả cái da rẻ ấy. Chắc lại sắp đến giờ làm nên cũng phải chạy đi. Cảm ơn đấy nhá. Vâng. Có mà vẫn to đấy. Líp liếc này nhiều anh khi... em. Đá vậy vẫn to. Nhiều khi mà cứ quay lướt lướt các bác cũng thích cũng mê để cứ đi chạy ra tận nơi. Xem. Quá. Đằng này xem có cây nào mới không? Tí là quay lại xem bác đóng hộp nào. Chẳng có cây. Mỗi cái tùng như kìa. Mà đã xinh kìa. Ở đây. Này có con túc mới này. Túc quan đá gì nhỉ? Được đấy. Này có phải sung đâu. Dạ. Cái này không phải sung. Túc túc túc. 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 Sung túc. Sung túc. Đấy. Họ nhà nó, họ nhà nó. Đây. Chơi khúc này hay. Nó lên xấu. Không. Sung này này. Vâng. Cái này nó rất đẹp. Sung quái. Hết cái nồi này đến cái kia nó ra. Nhiều cây quá. Đây mấy con bán đá này nghệ thuật có. Đang thua gì? Vâng. Vào các
rồi, chính xác. Không, mình ở chợ là thế này là ổn rồi. Đấy. Vào nhà của các nghệ nhân thì so sánh khó. Đấy. Bác một bác ở Lào Cai bác lên bác lấy cái tùng mà tôi quay. Bác ấy cảm ơn. Cây thôi. Wow. Ông nhưng mà là quay cây đẹp thì mới biết là của ai chứ, quay người mới biết của ai chứ. Sung 650. Hàng đẹp đấy. Hiệu quả quá nhỉ. Đấy, đi ra xem. Quay cái sam này là cây của mình. Sam này là bao nhiêu tiền anh? Sam này là bao nhiêu tiền này? 8 triệu em. 8 triệu. Gốc một bằng này một quả thì từ gốc một thôi. Tự mọc đấy. Nhưng mà mình đẹp ý lắm. Thuê người làm. Đấy. Rồi thuê người làm. Nhiều thì thuê người làm. Đang con này đẹp ít sợ đấy. Dạ. Rồi. Rồi sang. Hoành. Hoành. Chơi con sai chỉ nhật. Đấy, đến mùa ra hoa đấy thì cười bao nhiêu năm mới được. Mà bây giờ mình mà mang cái cây kia vào mình vào chắc phải mười mấy triệu rồi. Đấy thì hơi kinh. Cây cảnh là vui rồi cho ý đấy. Chùm. Chùm hai quả. Ai quay đồng chứ cái gà, đau phủ chú cây đấy không? Vâng, em cũng quay nhiều. Nói về bay đây chưa muốn dùng quái vật. À, có cái con này là con Phượng Hoàng nữa. Quê em nó gọi là cây sắn à? Cái gì nhỉ? Sắn chài à? Cái gì nhỉ? Mà có cái quả ăn tím tím đấy đúng không? Quả tím đúng. Đúng rồi, ăn rất ngọt. Quê rất nhiều. Cây này gỗ to lắm. Đây lắm. Em luôn cái trồng 1 năm rồi. Nó được kiểu ăn được nhỉ? Bác khai thác là con này quái quá. Bà ba cây nữa. Nó có bẹt nữa. Ra ở vườn à? Ra viện trồng, ra quanh. Bác chuyên toàn chơi hàng rừng hàng quái nhỉ? Quái vật. Hiếm lắm. Về đẹp
Ôi nóng, ôi nóng. Ra mái ăn. Quý vị nhập ra con chạy trước. Không cái gì, mai này còn được. Cái này nó đặt tự nhiên này. Cái này nó đặt tự nhiên này. Cái này nó đặt tự nhiên này. Bác Lào Cai, bác ấy trở về mất rồi.